Xin chào quý vị và các bạn. 3 ngày tới dưới ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông, miền Bắc có thể xuất hiện mưa vào tối, đêm và sáng. Miền Trung thì hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng, trong khi đó miền Nam vẫn duy trì trạng thái sáng nắng, chiều mưa. Tại miền Bắc, không khí lạnh lệch đông khiến trời nhiều mây và có thể có mưa về đêm và sáng, tập trung chính tại khu vực ven biển và khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Riêng đêm 12 sang ngày 13 tháng 10, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ về đêm và sáng tại khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn dao động từ 21 cho tới 24 độ, trời se lạnh. Riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn, chỉ từ 18 đến 21 độ, trời rét nhẹ. Còn trong ngày, miền Bắc vẫn có được trạng thái tạnh ráo, có nắng nhưng không nóng. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 27 cho tới 30 độ và chỉ cục bộ có nơi cao hơn. Với miền Trung, từ nay đến ngày 13 tháng 10, tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến ở Nghệ An là từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Với khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Và khu vực Thanh Hóa lượng mưa từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực diện tích lúa, hoa màu ở khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại khu vực đô thị. Ngoài ra trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai vẫn chịu tác động chính của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên trong ngày chỉ có mưa tại một vài nơi, với nền nhiệt ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ, tại Nam Bộ là khoảng 31 đến 33 độ. Về chiều và tối vẫn có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Và từ ngày 13 trở đi, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, lại có thêm cả nhiễu động từ ngoài biển vào. Vì thế khu vực này sẽ có mưa gia tăng cả về diện và lượng mưa. Từ nay tới ngày 13 tháng 10, vùng gió mạnh vẫn tiếp tục tập trung tại khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông, với cường độ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra thì khu vực Bắc Biển Đông, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết cuối ngày cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.